Đây là một trong những tiệm nem chua rán mà mình thấy ngon nhất từ trước đến giờ mình từng ăn. Không những thế, ở đây còn có một cái sốt chấm đặc biệt, không có giống mấy cái sốt chấm cay của những chỗ khác. Peekaboo Nucho nè, quán cách tuổi đời lên đến gần 20 năm. Anh chủ là người gốc Bắc về đây làm luôn. Và đặc biệt, ngày cao điểm có thể bán được hơn 2.000 cây. Hôm nay tôi vô tình đi quay cái series 100 ngày ăn gì, thì thấy cái xe nem chua rán này nhìn ngon quá. Đây là quyết định tấp vào đây ăn để review cho mọi người nè. U là trời, nhìn cái cảnh chiên nem chua rán mà trong lòng tôi nó rộn ràng. Nước miếng trong nước miếng ngoài nó chảy ao 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 ao. Nem thì được anh chủ tự làm luôn. Phần nhỏ là 40 cành cho 5 cây. Còn phần lớn là 80 cành cho 10 cây. Có ai nhìn thấy phần nem chua rán này mà thèm chảy nước miếng chưa hả? Cục nem ở đây khá là đầy đặn. Phần vỏ bên ngoài không có bị quá dày. Thành ra ăn không có hề bị mau ngán đâu nha. Nhưng mà nha thì vẫn cứ giòn rôm rốp. Bên trong thì có nhiều thịt bì. Thành ra là nó dai dai sực sực thơm và ngon hơn mấy chỗ khác. Nước chấm ở đây không phải là sốt ớt cay mà là một loại tương đặc biệt của quán. Nó béo béo cay cay, trời, tao nói chấm vô là nhức cái nát. Đây là quán nem phố cổ gia truyền, nằm đối diện trường tiểu học Hồ Thị Kỷ, ở đầu chợ Hồ Thị Kỷ nha.